Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh 10 phút review. Trong tập trước, Thạch Hạo sau bao ngày vất vả thì cuối cùng đã tìm thấy con đường trở về hạ giới. Sau đó hắn trở lại tần tộc để cùng cha mẹ thu xếp một vài chuyện để chuẩn bị rời đi. Lúc này các giáo phái lớn bé trên cửu thiên đều tới gặp tặng lễ vật để lấy lòng. Những giáo phái trước đây mang địch ý cũng để hy vọng có thể hòa giải. Trong tập này chúng ta cùng xem tiếp những diễn biến tiếp theo nha. Ha ha ha, thật là buồn cười mà. Một kẻ đã chết mà thôi thì cần các ngươi phải tới hóa giải thù hận làm gì chứ? Nhưng vào lúc này chợt có một tiếng cười đầy lạnh lùng truyền tới. Ngay lúc đang ở bên ngoài tần tộc thì đã chấn động cả trời cao, như sóng gió to lớn khuếch tán. Vẫn có người cho rằng không phải tất cả mọi người đều sẽ chịu phục, nhất định sẽ có người tới quấy phá trước khi hoang rời đi, và giờ thật sự đã xuất hiện rồi. Giữa bầu trời có một luồng sóng màu cuộn trào tựa như ánh đỏ, lại giống như hoa bỉ ngạn nở rộ, rất là yêu tà. Thiên quốc, mấy người giật mình, đó là khí tức của sát thủ thiên quốc, nhân vật trọng yếu của tộc này đã xuất hành. Bình thường lộ mặt như vậy thì biểu thị cho giết chóc cùng chinh phạt. Đạo hữu của thiên quốc, người tới đây để làm gì, muốn quấy phá Bất Lão Sơn ta ư? Tần Trường Sinh lên tiếng, hắn đứng thẳng dậy và nhìn về phía ngoài cung điện. Bên ngoài sân môn tầng tòng ngập tràn màu máu, sóng thần lực mạnh mẽ dâng trào sắp cửa trùng kích vào tận sân môn. Tần đạo hữu, người nghĩ nhiều rồi, ta tới đây cũng chẳng phải nhắm vào tầng tòng, mà chính là tên nghiệp chướng Thạch Hạo kia, hoàn toàn không quan hệ với những người khác. Trong hư không truyền tới tiếng nói lạnh lùng, xương máu trở nên mãnh liệt và đầy nồng đậm. Người làm quá rồi đó, đây là tần tộc ta, đứa nhỏ này là hậu duệ của bộ tộc ta. Tần Trường Sinh bước ra khỏi cung điện và nhìn về phía nơi sâu trong mây máu kia, ngay cả Thạch Hạo cũng đứng bật dậy rời khỏi cung điện. Tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, trước kia người của thiên quốc đã xuất hiện và rất lạnh lùng đứng trong cung điện này, quả nhiên không phải vì hóa giải ân oán mà là nắm rõ tình hình, hiện giờ muốn động thủ rồi. Chỉ là mọi người rất nghi hoặc, thiên quốc có thể bắt được Hoang Ư, rất nhiều người cảm thấy nếu như chỉ mỗi thiên quốc thì thật sự quá là phiêu lưu. Trừ phi lời đồn về lai lịch đầu nguồn của thiên quốc là sự thật, nếu không lần này khả năng sẽ đá trúng tấm sắt dài rồi. Phó giáo chủ của thiên quốc có người thì thầm, khi cảm ứng được luồng khí tức thì đã biết được người tới là ai, cũng không phải là chủ thiên quốc mà chỉ là một phó giáo chủ. Mấy người lộ vẻ kinh ngạc cùng với chút quái lạ. Bất Lão Sơn rất có khí phách, chúng ta cũng không muốn là địch, chỉ là từng đạo hữu quá nữa sẽ không bảo vệ được hắn, lần này dù là ai tới cũng đều vô dụng. Âm thanh trong huyết vụ kia tiếp tục truyền tới. Tần Trường Sinh tái mặt, chỉ là một tên phó giáo chủ mà cũng dám nói như vậy với hắn, lập tức vung mạnh ống tay áo, ầm ầm thiên địa nổ tung, một luồng cuồng phong mang theo mảng lớn thì chớm cả thế tới. Nhưng nơi đó rất yên ắng, toàn bộ gió và điện đều bị hấp thu. Đạo hữu của thần tộc hà tất phải nổi giận như thế? Một giọng già nua vang lên, một người khác xuất hiện. Người phương nào? Một ít cường giả của thần tộc quát lớn. Bọn họ cảm nhận được một luồng áp lực, đồng thời trong lòng hiện lên bóng mờ, khí thế cũng gần sóng đầy quá mức kinh người, khiến ai ai cũng khó chịu, trong lòng tựa như bị một tảng đá cả vạn cân đè lên, ngay cả Thạch Hạo cũng kinh ngạc trong lòng, cảm thấy không lành. Ha ha ha, tiếng cười ấy rất càng rỡ và cũng rất già nua, một bóng hiện lên và được sương mù trắng bao quanh, thần bí và mạnh mẽ. Lúc hắn phóng thích uy thế thì toàn bộ cổ địa của thần tộc đều rung rẩy, núi sông như muốn sụp đổ, cũng may là nơi này có đại trận bảo vệ, có phù văn kinh thế. Nếu không hết thảy đều bị hủy diệt, hết thảy sơn hà sẽ hóa thành bụi trần. Đây là một vị chí tôn, một sinh linh mạnh mẽ lại tự mình hiện thân ở ngay tầng tộc này. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, từng người chấn động cùng đau đầu không thôi, cảm thấy đại sự không ổn rồi. Sau lưng bóng người kia xuất hiện một tòa cổ điện dính đầy dĩ đồng to lớn nguy nga, rất chân thật và cũng rất khủng khiếp. Rất nhiều người kinh sợ vì nhận ra đó là vật gì, lại là tiên điện. Không cần nhiều lời, tất cả mọi người đều biết ai tới chủ thiên điện, vị tồn tại có tuổi thọ cổ xưa nhất, là chí cường giả của mạch này, là một vị chí tôn. Ai cũng nói hắn đã sinh sống từ năm tháng xa xôi, thật lực đáng sợ, trường tồn từ xưa, thế nhưng từ thời tận cổ đại tới giờ vẫn rất ít xuất hiện, luôn trốn bên trong thiên điện bằng đồng kia, bởi vì tuổi thọ gần hết rồi. Nào ngờ được, hôm nay hắn lại xuất hiện và rời khỏi cổ điện kia. Hơn nữa mọi người nhìn thấy được, thiên điện bằng đồng kia chỉ là hình chiếu chứ không phải là thực thể, thế nhưng lại tản ra từng luồng uy thế thiên đạo. Tất cả mọi người đều ý thức được, hôm nay gặp phải phiền phức lớn rồi. Đạo hữu giá lâm nơi đây, thật sự là để mắt tới một tên tiểu bối như ta đó. Tần Trường Sinh thở dài, ta đã hiện thân, vậy ngươi cũng nên biết sẽ không đi tay không mà về chứ, chí tôn của thiên điện nói. Tần Trường Sinh ngẩng đầu quan sát thật kỹ màn xương trắng kia nói, nhưng Bất Lão Sơn ta cũng chẳng phải là nơi mặt người nhào nặn. Những người nơi đây rất yên tĩnh, tính tới cuộc tranh đấu của tầng thứ này thì không một ai dám dễ dàng dính vào, bởi vì một tí sẽ là diệt giáo. Mọi người đều biết, chủ Bất Lão Sơn tuy rằng không phải là chí tôn, thế nhưng hắn lại có chỗ dựa và có niềm tin. Nơi này còn có một món chí bảo là pháp khí vô thượng Ngũ Hành Sơn, là lịch của nó rất kỳ lạ, không chỉ là pháp khí tiên đạo mà còn là một bí mật khó có thể tưởng tượng ra được. Ta cũng biết đạo hữu sẽ mượn nhờ uy phong của Tiên Sơn muốn mở ra phong ấn của nó, nhưng mà lần này hoàn toàn khác, hoàng đã đắc tội với Trung Tiên rồi, chí tôn tiên điện lạnh lùng nói. Lời này vừa ra, mọi người cảm thấy ý lạnh tới tận xương, có người cũng đã hiểu ra chuyện gì, tiên điện còn có một vị tàng tiên, đó chính là đầu nguồn thật sự của đạo thống này, hiện giờ đã không còn là bí mật gì nữa, và gần đây, từng lan truyền vị tàng tiên này khả năng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó. Hoang, còn không mau ra đây, nhanh chóng tiếp nhận pháp chỉ. Nhưng lúc này, ông lão của tiên điện quát lên. Ầm ầm hư không nổ tung, thiên địa bên ngoài của từng tộc nứt toát và một tờ pháp chỉ vàng ống mang theo tiên khí cùng uy thế vô thượng hàng lâm xuống. Dù cho trận pháp bảo vệ thì vô số người bên trong từng tộc cũng không cách nào chịu đựng nổi, từng người đều run rẩy từ tận linh hồn. Tờ pháp chỉ kia không hề có sát khí và cũng không phải là pháp lực chân chính, nó cũng chỉ là một luồng khí thế khó hiểu, kết quả đã làm cho vô số người sủi lơ hai chân và mềm nhão quỳ trên mặt đất. Bên trong số này gồm có những giáo chủ, thân thể của Thạch Hạo phát sáng, hắn rút ra kiếm thai đại la bảo vệ ba mẹ của mình, dùng thân bên này để chống đỡ không cho người thân quỳ xuống. Cũng trong lúc đó, nơi sau
trong thần tộc đột nhiên phát sinh năm luồng thần quang chiếu rọi khắp nơi trong thần tộc, chặn đứng luồng y thế kia và làm biến mất cảm giác run rẩy cho mọi người. Nếu không ai cũng không thể ngăn cản nổi. Ồ, Tàng Tiên à, lúc ở linh giới thì đã bị ta giết đi một dấu ấn, hiện giờ cũng biết gì lại bắt ta tiếp pháp trị hả? Thành Hạo nói. Khi mọi người nghe vậy thì đều lộ vẻ khiếp sợ. Tuy rằng đã nghe qua và cũng suy đoán được, thế nhưng sau khi được chứng thật thì vẫn chấn động không thôi, rất nhiều người đều choáng váng đầu óc. Mưa ánh sáng đúng vốn, tờ pháp chỉ vàng óng rực rỡ trong hư không kia, tự như là một phần thái dương chiếu rọi thứ vương, thần thánh vô cùng. Bên trên còn có những chữ cổ khắc dấu vào trong hư không, phát sinh tiếng nổ vang rền. Đại ý là bắt Thạch Hạo tới thiên điện để nhận tội, nếu đi tới sẽ còn mạng ư, chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng biết. Tiểu bối to gan, người dám kháng chỉ không tôn à, chí tôn của thiên điện quát lớn. Ta đây ngay cả Tàng Tiên cũng dám giết thì còn sợ gì là một tờ giấy vụn chứ. Thành Hạo chẳng thèm để ý tới, bởi vì dù cho cúi đầu thì cũng chẳng có kết quả tốt nào cả. Tự tìm đường chết, chỉ tôn tiên điện chỉ nói bốn chữ như vậy, ánh mắt của hắn lạnh lẽo như tia điện trong màn sương trắng, rồi từ từ vuông một bàn tay về phía trước. Tiếng rung mạnh vang dội, đại trận của thần tộc cảm ứng được nên phát ra ánh sáng chói mắt ngăn cản lại bàn tay lớn kia. Sinh linh tiền đạo kia cũng chỉ đang kéo dài hơi tàn mà thôi, làm sao chính lão không chịu tới, có phải không thể nào hành động được? Thạch Hạo cười khẩy nói. Lần lượt sỉ nhục chân tiên, tội không thể tha thứ, chí tôn tiên điện lạnh giọng nói, bàn tay lớn chấn động đột phá màn ánh sáng trận pháp phòng ngự của thần tộc. Đạo hữu, người quá rồi đó, Tần Trường Sinh mở lời. Thời khắc này nơi sâu trong thần tộc có thần quang năm màu mang theo khí tế vàng bạc tràn ngập ra ngoài, không mở ra phong ấn thì khó mà chặn được bộ pháp tiên điện ta, chí tôn của tiên điện lạnh lùng nói. Tuy rằng nói là vậy, thế nhưng hắn vẫn lùi về sau một chút, sợ Ngũ Hành Sơn sẽ đột nhiên mở ra phong ấn rồi đánh giết mình. Dù nói gì đi nữa thì hôm nay không một ai có thể cứu được ngươi. Chí tôn của thiên điện nhìn chằm chằm Thạch Hạo rồi lại nhìn về hào quang năm màu kia. Giả điên làm gì cho mệt, Thạch Hạo quát lớn, ngôn ngữ đầy bất kính. À ha, hôm nay dù cho Ngũ Hành Sơn có mở ra phong ấn thì cũng không thể thay đổi được hiện thực. Chí tôn thiên điện tụng chân kinh như muốn kêu gọi thứ gì đó, nhưng đột nhiên hư không rạn nứt và một cây cờ lớn bay vần vật từ trên cửu thiên xuống, cứ thế xuất hiện ở trong tay của Thạch Hạo. Việc này khiến cho hắn ngây người rồi chợt ngẩng đầu, trong lòng nổi sóng gió chập trùng. Đây chính là tấn vải quấn tiên vương, là một chiến kỳ tiên cổ đã lập công ở cuộc đại chiến ở biên hoang. Đây là chí bảo bên trên cửu thiên thuộc sở hữu của gia tộc Trường Sinh, hiện tại lại giáng lâm xuống hiện trong tay của hắn. Hiển nhiên đã có người đưa xuống giới này và cho hắn mượn và đang để tâm nơi này. Khi suy nghĩ cẩn thận thì hơn nữa là hai ông lão của tiên viện hoặc là thánh viện ra tay rồi. Thành Hạo từng nghe nói lão tổ phong tộc muốn hạ giới trừ khử hắn, và cũng chính là hai lão nhân này đã ngăn chặn lại. Hiện giờ bọn họ lại giúp đỡ, có thể hiểu được, bởi vì Mạnh Thiên Chính có quan hệ thân thiết với bọn họ, sở dĩ bọn họ giúp đỡ Thành Hạo cũng đều là mặt mũi của Mạnh Thiên Chính. Thành Hạo thở dài, nghĩ tới đại trưởng lão thì trong lòng tràn đầy chua xót. Thiên đố anh tài mà. Ai, chí tôn của tiên điện ngừng lại rồi lạnh lùng nhìn về phía hư không. Rầm. Và lúc này, Thành Hạo giơ cao cờ lớn rồi giết thẳng ra ngoài. Đây chính là tấm vải quấn của tiên vương, có thể ngang hàng với pháp khí tiên đạo hoàn chỉnh, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Thành Hạo vung mạnh cờ lớn rồi xé rách trời cao, quét thẳng về phía chí tôn của tiên điện. Uy thế cường mạnh không gì sánh được, chấn động tâm hồn. Tất cả mọi người đều ngây người, hoàng thực sự rất ghê gớm, lại có gia tộc ở cửu thiên tới giúp đỡ. Mà thời khắc này, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, bởi vì uy lực của cờ lớn này quá mạnh mẽ, nó đánh nát bầu trời rồi quật ngã nhà cả chí tôn của tiên điện. Chính xác, đại nhân vật siêu cấp kia đã quá bất cẩn mà, tự cho rằng bàn tay lớn vung tới là có thể bắt lấy Thạch Hạo. Kết quả tấm vải quấn tiên vương kia rất mạnh, tiên uy vô thượng cuồn cuộn, tuy rằng không thể đánh trúng hắn, thế nhưng vẫn khiến cho hắn bay ngược ra sau. Tiểu bối, người dám sỉ nhục ta, chí tôn của tiên điện lạnh giọng nói rồi xuất thủ lần nữa. Đỉnh cao nhất trong nhân đạo, giơ tay là có thể chụp xuống cả nhật nguyệt, thế nhưng khi đối mặt với tấm cờ lớn này thì hắn rất kiên kỵ và bó tay bó chân, không dám va chạm trực diện. Ầm ầm, Thành Hạo lại tung ra một đòn, cầm cờ lớn chém ngang tựa như thiên đao, chém phá vũ trụ lớn, cắt đứt bầu trời xanh, khiến cho thân thể của chí tôn của thiên điện lại lần nữa bị đánh nước về phía vực ngoại. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, pháp khí tiên đạo này khiến cho hắn tức giận, không dám chạm trán chính diện. Lão gì, chạy đi đâu đó. Thành Hạo tung người lên trời cao rồi đuổi theo sau. Tất cả mọi người đều ngây người, Hoàng lại dám truy sát cả chí tôn của thiên điện ư? Đây tự như là nói mơ giữa ban ngày vậy. Mọi người đều biết sự lợi hại của Hoàng, thế nhưng dù sao hắn vẫn chưa có đặt chân vào lĩnh vực kia, thì làm sao có thể truy sát tồn tại cấp bậc đỉnh cao nhân đạo này chứ? Ngươi đã chọc tức ta rồi đó, lời nói của chí tôn thiên điện trở nên âm trầm, vài lát sau hắn liền biến mất tại chỗ, chẳng mấy mặt mũi đâu nữa. Thành Hạo tập trung cao độ tinh thần, phần phật, dùng mặt cờ bao phủ lấy bản thân, phòng ngự từ trên xuống dưới. Quả nhiên một nắm đấm màu đen xuất hiện và muốn giết về phía sau óc của hắn. Tựa như tiếng sấm rền vang, Thành Hạo tức tốc xoay tròn và mặt cờ lần nữa tung ra đánh nát thiên địa, khiến cho chí tôn của thiên điện sợ sệt, thối lui và biến mất. Cờ lớn từng nhuộm qua máu của tiên vương, hoàn toàn khác với những thứ khác, ngay cả chí tôn của thiên điện cũng phải sợ hãi, ngay cả dũng khí đối chiến cũng không có. Tiểu bối, ngươi cho rằng nắm giữ tiên khí thì ta không thể giết được ngươi à? Mạnh mẽ chỉ nằm ở chính bản thân mà thôi, ngoại vật đều là hư vô, chí tôn của thiên điện lạnh lùng nói. Không còn mặt mũi hắn đâu nữa, đã dung hợp với thiên địa, khủng khiếp vô cùng, tựa như hóa thạch vũ trụ lớn. Thành Hạo toàn lực đánh ra một đòn đập tan trời cao vật ngoại. Đột nhiên chí tôn thiên điện hiện ra và thân thể của hắn tự như gặp phải một đòn cực mạnh. Ai, hắn tức giận, có người âm thầm đồng thủ với hắn. Thành Hạo hiểu rõ, đây chính là người đã âm thầm đưa cờ lớn cho hắn và cũng đang âm thầm tương trợ. Hắn nắm chặt cờ lớn quét về trước, toàn lực ứng phó đánh giết chí tôn thiên điện.
Lần này thân thể của Chí Tôn Tiên Điện ngưng lại, bởi vì trong bóng tối đang có hai luồng tràn vật nhanh chóng lao tới và thiếu chút nữa đã giam cầm, hòng cố định hắn trong trời cao. Kết quả lúc cờ lớn quét tới thì hắn đã lùi chậm một nhịp, lần nữa bị gió lớn tiên đạo quật ngã nhào. Người trong bóng tối kia đang nhắm vào hắn là Chí Tôn đang quấy rối, nhưng mà người ngoài không cách nào nhìn ra được, đều cho rằng là Thành Hạo làm nên, từng người đều lộ vẻ kinh ngạc, hoàng khủng khiếp tới cỡ đó ư? Trong mắt của mọi người, dù cho Thành Hạo cầm tiên khí trong tay và quyết chiến với Chí Tôn thì cũng chỉ có thua chứ không thể thắng, giống như đứa bé cầm lợi khí thì hơn nữa cũng không thể gây thương tổn cho người lớn được. Nhưng hiện tại lại không phải là chuyện như thế, Chí Tôn của Tiên Điện ăn phải quá đắng. Khi hư không dập dờn gần sóng kịch liệt thì Chí Tôn Tiên Điện lần nữa đã bị trói buộc, và thời khắc cờ lớn quét tới thì cơ hồ đã bị đánh trúng, cũng thêm lần nữa bị đánh bay đầy chật vật. Thời khắc mấu chốt, hắn đã lấy ra tấm pháp chỉ để ngăn chặn một đòn của cờ lớn kia. Răng rắc, pháp chỉ màu vàng vỡ vụn hóa thành từng chấm thần quang vô cùng chói mắt tỏa ra xung quanh. Người dám hủy pháp chỉ chân tiên? Một tấm giấy vụn mà thôi, vậy mà ông cũng xem nó như là vật báu lắm không bằng, chả là gì cả. Lúc này Chí Tôn Tiên Điện cảm thấy căm tức và uất ức, trong bóng tối có Chí Tôn nhắm vào nên hắn vô cùng bị động. Thậm chí hắn còn cảm giác được không phải hai người kia kiên kỵ tàn tiên thì khả năng đã hạ tự thủ với hắn rồi. Cuối cùng hắn nổi giận, thật sự quá thảm hại, đã bị gió mạnh của cờ lớn quét trúng mấy lần. Với thân phận là Chí Tôn như hắn thì đã mất hết uy nghiêm rồi. Thần chú cổ xưa vang lên và hô ấn với phần cuối của thiên địa, cả hai cùng cộng hưởng. Ầm ầm, vùng đất xa xôi, chỗ căn cơ của thiên điện còn có một tòa thiên điện bằng đồng bay lên, nó đánh nát hư không và nhanh chóng chạy tới nơi này. Không xong, thiên điện bằng đồng thật sự đã tới, đó là thiên khí. Có người rung giọng nói, tất cả mọi người đều khởi dại là muốn tiến hành cuộc đối kháng tiên đạo ư? Lúc này Chí Tôn Tiên Điện tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, sắc mặt tái nhợt, nếu không phải tổn thương với tôn nghiêm của mình thì hắn cũng sẽ không kêu gọi thiên điện bằng đồng kia nhanh như thế. Với thân phận của hắn phải tới Bắc Hoang lại vận dụng tới đồ vật thần thánh như vậy, thật sự là mất hết hào quang rồi, khinh thường nhau quá rồi đó. Lúc này Tần Trường Sinh lên tiếng, sắc mặt của hắn lạnh lẽo đầy tức giận. Hắn từng nói Tần tộc không sợ phiền phức, dù cho tàn tiên có tồn tại cũng như vậy, bởi vì hắn biết tàn tiên không cách nào rời khỏi chỗ dừng chân của mình được, đều đang tu dưỡng kéo dài hơi tàn. Mở, hắn hét lớn một tiếng, triển khai pháp khí tự như là đang phá bỏ đi một loại phong ấn nào đó. Nơi sau trong Tần tộc chợt trở lại hào quang, khí tức thần thánh che kín cả bầu trời. Thành Hạo giật mình, Tần Trường Sinh có thể mở ra phong ấn của Ngũ Hành Sơn ư? Trên mặt đất là hào quang năm màu ngút trời, tiên khí cuộn trào đầy khiếp người, làm cho nhật nguyệt tinh thần phải run rẩy theo, trời trăng như muốn rơi xuống, vũ trụ bất ổn. Tiếp đó tiên quang năm màu lóe lên, quét thẳng hướng tiên điện bằng đồng, hồng cướp đoạt lấy thứ này. Nhìn thấy tình cảnh này thì Thành Hạo đương nhiên sẽ không đứng nhìn, hắn điên cuồng vung đại kỳ thiết huyết đánh giết nhắm về phía Chí Tôn Tiên Điện. Thời khắc này vật ngoại chấn động, nhật nguyệt trầm luân, tình đấu lu mờ, một ít sao lớn nổ tung, hàng loạt thiên thể nổ vỡ. Ầm ầm, lần này có hai luồng nguồn sức mạnh hướng về phía Chí Tôn Tiên Điện, lại lần nữa giam cầm lấy hắn. Bịch, Thạch Hạo quét trúng Chí Tôn Tiên Điện, dù cho có tòa điện đồng ngăn cản thì kẻ địch vẫn ho ra một ngụm máu, thân thể bay ngược ra sau. Tất cả những thứ này xảy ra quá nhanh, không một ai nghĩ tới Chí Tôn Tiên Điện với tóc tai bù xù, khóe miệng ứa máu là bị đánh bay và bị thương như thế. Ông lão của thiên điện lộ ra hình dáng, lúc sương mù tản đi thì mái tóc trắng như tuyết, gương mặt bốc lên màu đỏ khác lạ, khóe miệng mang theo vết máu, ánh mắt lạnh lẽo. Cuộc giao kích vừa rồi đã khiến cho khí huyết của hắn sôi trào, xương cốt vững chắc bất diệt, toàn thân vang lên đùng đùng, thiếu chút nữa đã gãy vỡ. Vị đạo hữu kia, nếu đã tới thì cứ buông tay một kích, tới đây đánh một trận thật thoải mái xem nào. Ông lão của thiên điện lạnh lùng quét nhìn bốn phía. Hai vị Chí Tôn đang âm thầm nhắm vào khiến cho đôi mắt của hắn lấy lên vẻ u ám, sát cơ hiện hiện, tàn tiên đứng ở đâu ở đương đại này, ai dám so tài chứ? Tới hiện tại lại từng có người dám khiêu khích qua uy nghiêm của tiên điện ư? Nhưng mà người trong bóng tối kia vẫn không hề đáp trả, hai đại Chí Tôn cũng không có hiện thân. Lão chết bầm kia, ông sắp chết rồi hả? Giọng điệu của Thành Hạo đầy ngạo mạn, khiêu khích lão Chí Tôn của tiên điện. Ha ha, thời đại mà lão phu xưng hùng xưng bá thì tổ tiên của ngươi cũng không biết đang ở nơi nào, hắn cười đáp lại. Không sợ đứt lưỡi vì chém gió à? Dù cho là tàn tiên xuất thế thì cũng chưa chắc đã dám nói ra lời cổ xưa và lâu đời hơn thạch tộc đó. Thành Hạo lên tiếng. Thần sắc của ông lão của thiên điện khựng lại, quả thật là như thế, thạch tộc khác với những tộc khác là chủng tộc kéo dài hơn cả một kỷ nguyên, có lai lịch cực lớn. Đáng tiếc bộ tộc này đều chết thảm ở biên hoang, nếu không thì gia thế Trường Sinh làm sao có thể thiếu bọn họ được chứ. Năm xưa chính là chủ tộc được phong vương. Trách cũng chỉ trách tổ tiên của ngươi không sáng suốt, tự chịu diệt vong. Ông lão của tiên điện cười ha hả, ngập tràn ý lạnh cùng với vẻ trào phúng. Thành Hạo đứng ngoài vực ngoại, vung mạnh cờ lớn giết tới, sợi tóc bay lượn, ánh mắt sắc bén không gì sánh được. Hắn thực sự đã nổi giận. Một trận chiến ở biên hoang, bộ tộc Trung Vương đã lập xuống những chiến công hiển hách, kết quả lại bị đối xử không công bằng, ngược lại thạch tộc đã trở thành đợi sau tội huyết. Lão già vô liêm sỉ, trận chiến ở biên hoang trước đây không lâu, lúc dị vật xâm lấn thì ông ở đâu? Ông không dám nghênh chiến, chỉ biết chui rút ở phía sau, hiện giờ vậy mà còn mặt mũi để nhắc lại chuyện xưa. Ông là cái thái gì mà đòi sỉ nhục tổ tiên của ta? Thạch Hạo chửi bới, cờ lớn trong tay phần phật vang vọng, cùng phong cào thét thổi tung từng ngôi sao lớn ở vực ngoại. Tiên điện bằng đồng phát sáng tiến lên đón đỡ và chặn đứng chiến kỳ thiết huyết. Hạ bên dương trào thiên vụ, ngàn tỷ thần quang, tự như có một vùng biển rộng bất hủ đang sụp sôi. Tiên khí va chạm, Chí Tôn tham chiến, cuộc chiến như vậy tất nhiên sẽ nguy hiểm vô cùng. Thạch Hạo rơi vào trong thế nguy cơ, dù sao đối phương cũng chỉ là một Chí Tôn hàng thật giá thật, và hắn cũng chỉ mới là tu sĩ cảnh giới độ nhất mà thôi. Dù sao nếu muốn chiến vượt cấp thì là chuyện không thể nào rồi. Chí Tôn, đây là một lĩnh vực cực kỳ thần bí, sức mạnh của bọn họ đều không thể chối bỏ. Trong lĩnh vực nhân đạo tuyệt không thể vượt qua được, bởi vì chỉ có sinh linh tới cảnh giới này thì mới có khả năng chạm tới tiên đạo.
tiểu bối, nạp mạng đi, ông lão hét lớn, dùng điện đồng ngăn chặn cờ lớn. Hai bên dâng lên tiên quang vô lượng, tự như là đại dương rít gào, mãnh liệt sôi trào. Đồng thời hắn tung bay chộp về phía Thành Hạo, trên mặt lộ một nụ cười dữ tợn. Bởi vì hắn phát hiện hai đại chí tôn trong bóng tối kia đang kiêng kỵ sợ tàng tiên xuất thế nên không còn ra tay nữa, mà ngũ hành sơn của thần tộc sau khi chấn động mãnh liệt thì đã yên tĩnh trở lại. Hắn biết hơn phần nữa tàng tiên đang căn cơ của thiên điện phát sinh ý thức và làm kinh sợ bọn họ. Chính xác, ngay lúc nãy trong thiên địa đã sản sinh ra một luồng gợn sóng kỳ bí, tuy rằng rất nhẹ thế nhưng đã kinh sợ không ít bá chủ, đó chính là ý chí của tàng tiên đã thức tỉnh, hoặc là vị tồn tại đang ngủ đông kia đã xuất thế. Trong lúc tình hình của trận chiến trở nên căng thẳng, tình cảnh của Thành Hạo trở nên đáng lo thì đột nhiên thiên địa chợt rung chuyển và ông lão của thiên điện rung lên bần bật, đồng thời ứa ra đầy máu nơi miệng, lòng tóc dựng thẳng, sợ hãi cùng cực, bởi vì hai đại chí tôn trong bóng tối kia lại xuất thủ lần nữa, lần này cũng không hề giống như lần trước là muốn không chết không thôi, muốn lấy tính mạng của hắn ư? Hai người kia muốn quyết chiến với hắn. Ầm ầm, hai tia sáng hiện lên mang theo tiên khí, mang theo điền lành mờ mịt chém tới, không thể tránh thoát, cực kỳ nguy hiểm. Cũng trong lúc đó, thiên địa rung rẩy, ngũ hành sơn nơi sâu trong tầng tộc lại trôi nổi và mang theo uy thế bàn bạc tiến ra vực ngoại, muốn trấn áp hết thảy. Món tiên khí này chẳng hề tầm thường chút nào, mặt trên của nó hiện lên một bóng người như có sinh linh mạnh mẽ nào đó muốn xuất thế. Đồng thời, cờ lớn trong tay của Thành Hạo bay phần phật quấn quanh thiên điện bằng đồng. Tiếp đó, tay kia của Thành Hạo hiện lên kiếm thai đại la, ông ánh trói mắt chém mạnh tới. Các người dám! Ông lão thiên điện hét lớn, sắc mặt biến đổi. Hắn cho rằng hai vị chí tôn cùng với người của thần tộc sợ hãi kiêng dè tàng tiên, nhưng ai ngờ được trước kia cũng chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp, bọn họ thực sự dám giết hắn. Đối phương xuất thủ rất nhanh, dù cho hắn đã tránh né đúng lúc thế nhưng vẫn trúng chiêu, ít nhất dự thuật của hai đại chí tôn kia khuấy động khiến cho hắn không thể né kịp. Trong tiếng ầm ầm thì hắn không chỉ ho ra đầy máu mà thân thể cũng không ngừng vấp lên sương máu, là bị chứng ho ra ngoài. Đương nhiên uy hiếp lớn nhất là tới ngũ hành sơn kỳ dị kia, tự như có một vị chân tiên đã mở ra được phong ấn và tiêu diệt về phía hắn, khủng khiếp vô cùng. Thời khắc máu chốt hắn đã tránh né được ngũ hành sơn, thế nhưng lại bị bí thuật của hai đại chí tôn bao phủ, thân thể rung lên bần bật không ngớt, máu tươi bắn tung tế đã hủy diệt không ít sao lớn vực ngoại. Xoẹt, hắn nhắm về phía tiên điện bạc đồng, hòng trốn vào bên trong né tránh sự đánh giết của ngoại giới. Lão chết bầm, ông còn muốn làm con rùa rụt cổ nữa à? Thành Hạo vung mạnh cờ lớn ngăn cản hắn lại, bởi vì chiến kỳ thiết huyết đang quấn quanh lấy điện đồng. Tiên điện bằng đồng rung lên bần bật, đẩy lá cờ ra và lộ cửa vào. Ông lão của tiên điện không hề nói lời nào, bỏ chạy thẳng vào trong. Nhưng mà vào lúc này, ngũ hành sơn phát sáng phóng tới năm luồng tiên quang, chứng cho điện đồng rung lên bần bật, dẫn tới thân thể của ông lão của tiên điện bên trong rung lên theo, trên người ngập tràn vết rách, máu phun xối xả. Cũng trong lúc đó, thanh kiếm đại la không mấy bắt mắt trong tay của Thành Hạo bùng ánh sáng rực rỡ, rồi chém ra một kiếm, nó xé rách cương khí hộ thể và xuyên thủng thân thể của ông lão, khiến cho hắn hét thảm một tiếng. Ngươi, các ngươi! Hắn đột nhiên quay đầu, căm tức nhìn Thành Hạo, bởi vì hắn biết hai vị chí tôn trong bóng tối kia đang âm thầm gia trì kiếm thần để trọng thương của hắn. Thương thế này quá là nghiêm trọng, đã tổn hại tới bản nguyên của hắn. Thế nhưng sự tình vẫn chưa chấm dứt. Đúng lúc này hắn cảm thấy sát cơ lan tới tận xương, hắn gào thét, bên ngoài cơ thể tỏa ra phù văn và bốc cháy hừng hực, hòng tránh né sát kiếp. Bởi vì bí thuật của hai vị chí tôn trước kia vẫn luôn cuốn lấy hắn, có một phần chân lực chưa hề tiêu tán, cứ như là ruồi bu lấy mật, hiện giờ lại bùng phát hóa thành kiếm thần, hòng cắt đứt thân thể của hắn. Phụt! Trong giây lát đó, hắn nhanh chóng bảo vệ những chỗ yếu hại, hai tay bong tróc rồi vỡ nát hóa thành mưa máu. Tự như là thằng đàn đứt đuôi vậy, hắn dùng hành động này để tự vệ. Quá chật vật và cũng quá ức ức. Ít nhất đối với một vị trí tôn như hắn thì đây là một sỉ nhục không thể nào chịu đựng nổi, không ngờ lại gặp phải kiếp nạn này. Cánh cửa điện đồng đóng kín và vừa khéo đã ngăn cách tầm mắt của những người bên ngoài. Ông lão của tiên điện tức giận vô cùng, hắn thân là chí tôn, thế nhưng lại chịu phải nhục nhã như vậy, sao có thể chấp nhận được chứ? Cổ tổ, người có thể hành động rồi, kính xin xuất thế. Ông lão của tiên điện nói nhỏ, tiếp đó là ngâm tụng một loại cổ kinh để khai thông tới nơi căn cơ của tiên điện. Nơi đó còn có tàng tiên là chân thân đang trầm miên, thế nhưng lại có một vệt dấu ấn ý chí đang tỉnh táo để cảm thụ toàn bộ ngoại giới. Tờ pháp chỉ trước đây không lâu chính là nó truyền xuống. Rầm rầm, trong thiên địa tự như có trống tiên nổ vang chấn động cả 3000 châu, tự như là thần đình cường thịnh hiện lên và muốn xuất thế, tự như có hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn thiên binh đang gào thét. Trong giây lát, một nơi nào đó ở 3000 châu đang chừng chào thiên quang, điềm lành cả ngàn tỷ sợi, cả một luồng khí tức tiên đạo che kín trời xanh sọc lên thẳng thương vũ. Tàng tiên xuất thế rồi, có người rung giọng nói, thay khác đó dù cho là giáo chủ cũng phải run rẩy. Lúc này vạn linh run rẩy, chúng sinh rung động, tự như là tận thế của thiên địa đã giáng lâm, toàn bộ kỷ nguyên đều bị tới điểm kết thúc. Đây chính là uy phong thiên đạo, về phía rất nhiều sinh linh của 3000 châu thì chưa bao giờ trải nghiệm qua, đời này làm sao có thể nhìn thấy được tiên nhân chứ. Cuối cùng loại áp lực khi tiêu tan, ít nhất đối với phàm nhân thì cũng chỉ là ngột ngạt đôi chút rồi khôi phục lại vẻ bình thường, cảm giác như núi lửa chợt hiện lên trước mặt rồi sau đó là biến mất. Nhưng với những tu sĩ mạnh mẽ thì cảm thấy ngột ngạt ấy lại tăng mạnh, bọn họ biết thực sự đã xảy ra đại sự rồi, tàng tiên đang rục rịch và đang tới gần, muốn tới căn cơ địa của tầng tộc. Cũng không phải là uy hiếp, cũng không phải là nói suông, tới thật rồi. Một vị lị giáo chủ lớn tiếng nói, không có chuyện nào kinh khủng hơn chuyện này, chân tiên đột kích ai chống lại được. Đương nhiên có một nhóm người lại vô cùng cao hứng, đó là những người đạo căm thù Thạch Hạo, hiện giờ ai nấy cũng đều mừng rỡ, nội tâm chập trùng sóng lớn, không ít người nắm chặt nắm đấm. Chí tôn cảm nhận được, bá chủ cảm nhận được, Thạch Hạo cũng cảm nhận được, loại khí chàng kia mạnh mẽ và cũng rất lớn lao, tự như là đại vũ trụ sinh ra ý chí và giáng lâm từ vực ngoại, quét ngang bát hoang, cả thế gian không ai một địch thủ. Kha kha, trong cung điện bằng đồng truyền ra tiếng cười lạnh lùng cùng chói tai, đồng thời rất là điên cuồng, đó là ông lão của tiên điện,
Tuy rằng hắn đang trốn ở bên trong địa đồng, thế nhưng vẫn có thể cảm ứng được tàng tiên đang tiến lại gần, chuẩn bị giả lâm tới nơi này rồi. Sao lại như thế được chứ? Không phải tàng tiên đang chết dần chết mòn ư? Không cách nào rời khỏi nơi trầm miên ư? Hắn lại xuất thế rồi. Có người nói nhỏ, đây là một vị bá chủ hiểu khá rõ về ẩn tình. Không chỉ hắn mà còn có những người khác nữa. Bà phát hai vị chí tôn tới từ cửu thiên cũng rất ngạc nhiên. Chuyện này quá là khác thường. Tàng tiên có thể rời khỏi vùng đất cổ kia ư? Sắc mặt của Tần Trường Sinh nghiêm nghị. Chuyện này thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn, tuyệt không ngờ rằng sẽ có hậu quả như vậy. Đắc tội thiên điện thì sẽ gặp phải một vị tàng tiên à? Đây là một chuyện vô cùng khủng khiếp. Ngày sau ai còn dám chơi chọc được nữa chứ? Ai có thể chống lại chứ? Sắp rồi. Một chiến xa nhanh như chớp sẽ rách bầu trời, nghiền ép thời gian, xuyên thủng không gian, trấn áp vạn vật thế gian, mang theo khí hỗn độn đã tới một trong này rồi. Ầm ầm. Bát thất thiên đã dẫm đạp trời cao, mỗi một con đều mọc lên vảy rồng, trên đầu mọc ra một chiếc sừng, nơi lưng mọc ra cặp cánh tựa như là cánh phượng hoàng đầy rực rỡ. Đây là một đám thần thú siêu phàm thoát tục đang kéo lấy một chiếc chiến xa màu bạc lao tới gần đây. Thiên mã hình thái không giống nhau, có giống long, có giống sư, có giống mã. Thế nhưng ai cũng biết loại sinh vật này vô cùng quý giá. Dù cho ở cổ đại, ở niên đại ông ánh nhất kia thì loại sinh linh này cũng cực kỳ ít. Nghe nói thuần huyết thiên mã chân chính vốn là vật cưỡi chuyên dụng của chí cường giả, chúng nó có thể đạp xa mà chạy, tốc độ cực nhanh, hoành tráng thiệt, gốc gác của tiên điện thâm hậu thật đó. Ngay cả bát thất thiên mã mà cũng có, xưa nay chưa từng thấy bọn họ sử dụng bao giờ. Mọi người thán phục, nội tâm chấn động. Tiếp đó tám con cổ thú lao tới, vòng trời rạn nứt, khí thế mênh mông đè ép thế gian. Rất nhiều tu sĩ tới từ các giáo đứng ngoài sân môn của từng tộc đều run rẩy. Và đúng lúc này, không ít người sủi lơ trên mặt đất, không cách nào chịu nổi uy thế này. Hơn nữa đây là dưới tình huống vị tàng tiên kia đã nội liễm lại khí tức, hắn đang ngồi xếp bằng bên trong chiến xa màu bạc, chứ không hề lưu động thiên quan. Nếu không phỏng chừng tất cả mọi người đều sẽ run lẩy bẩy. Chớp mắt, bát thất thiên mã nhìn lại thì móng vuốt kỳ chặt trong hư không khiến cho nơi ấy nổ nát. Loại cảnh tượng này không thể nào tưởng tượng ra được. Tám con thiên mã có những vảy xanh xếp lớp, có những đỏ đậm như máu tựa như là dao long. Nếu như dàn cánh rộng thì sẽ uy mạnh vô cùng. Mỗi một con đều đứng đầy hiên ngang, tựa như là từng ngọn núi lớn khiến người chấn động, chỉ có thể ngước nhìn. Thú cưỡi của chân tiên khủng khiếp thật, mọi người kinh hãi không thôi. Bởi vì tới lúc này bọn họ không cách nào nhìn ra được tu vi sâu cạn của tám con sinh linh này. Thiên mã ngang trời dõi mắt nhìn sinh linh vạn vật. Ở phía sau là chiếc chiến xa màu bạc khổng lồ và cổ xưa, mang theo phong cách tăng thường của lão, cô động những chiến tích huy hoàng từ ngày xưa. Đây là một chiếc chiến xa từng trải qua cuộc chiến thiên cổ nên còn sót lại hàng loạt vết tích loang lỗ, ghi lại những quá trình và sự gột rửa trong ngọn lửa chiến tranh của xưa kia diễn ra. Những vết búa cỏ, tên bắn vẫn còn rất nhiều. Đám người Thành Hạo, Tần Trường Sinh chấn kinh trong lòng và đôi chút hiểu được, Trường Tiền có thể xuất thế hay không cũng có quan hệ với chiếc chiến xa này, có thể ôn dưỡng và bảo vệ nguyên thần cùng tàn thể cho hắn. Soạt, cánh cửa điện đồng mở to và ông lão kia bước ra rồi quỳ sát trong hư không, tiến hành đại lễ đầy trang nghiêm về phía chiếc chiến xa kia. Bái kiến lão tổ, hắn run giọng nói, hoang còn không mau qua đây. Bên trong chiếc chiến xa màu bạc truyền tới lời nói lạnh lùng đầy già nua, thế nhưng lại vô cùng khiếp người, âm thanh ngang ngang, thế nhưng lại khiến cho toàn bộ sinh linh đều run rẩy. Ta là tàng tiên cất lời, đang mệnh lệnh cho người trẻ tuổi của hậu thế tiến lại. Thành Hạo thở dài, nào có ngờ tới lại có loại sinh vật như vậy xuất thế và tới đây vì hắn, lần này hơn nữa lành ít dữ nhiều rồi. Chân tiên giáng thế, vạn linh tế bái, bọn ngươi thật là to gan bằng trời, còn không mau lễ kính đi. Ông đạo của tiên điện quát lớn, tiếp đó là tập trung về phía Thạch Hạo rồi quát lên, mau quỳ xuống rồi lết lại đây. Tất cả mọi người đều rùng mình một cái, có không ít cường giả nhanh chóng quỳ xuống hành đại lễ, dù cho là một ít giáo chủ cũng cúi đầu quỳ lại. Đây chính là uy thế của tàng tiên, dù cho không có ra tay thì cũng có bể nghệ thiên hạ, uy hiếp cả ba ngàn châu. Thời khắc này trong thiên địa trở nên tĩnh lặng, không một ai dám thở mạnh, vô số sinh linh quỳ lạy bên trên mặt đất. Thành Hạo yên lặng đứng ở nơi đó, hắn đang gặp phải nguy cơ vô cùng to lớn, sao chống lại được đây? Điếc không sợ súng, nhìn thấy chân tiên mà không cần chịu quỳ chào, đây là tội diệt tộc, ông lão của tiên điện quát lên. Lúc này không một ai dám nói thêm lời nào, còn có ai dám đứng ra chứ? Đối mặt với tàng tiên đầy mạnh mẽ này, không một ai là đối thủ, đều nơm nớp lo sợ, rất nhiều người quỳ rạp trên mặt đất chẳng dám mở lời chút nào. Dù cho là hai vị chí tôn tới từ cửu thiên cũng đã biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu. Hai người kia cũng chẳng hề mù quáng, bởi vì bọn họ đều biết, hiện tại mà hiện thân cứu Thạch Hạo thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chỉ có thể để bản thân vào con đường chết mà thôi. Chỉ có lưu lại về cửu thiên thì mới có thể tránh khỏi kiếp nạn này. Tội diệt tộc dựa vào cái gì chứ? Vì sao ta phải quỳ? Thạch Hạo cất lời đầy lạnh nhạt và cũng rất bình tĩnh, chẳng hề lo sợ hay là hoảng loạn gì. Việc này khiến cho mọi người chấn kinh, hắn cũng dám mở miệng luôn à, dù gì cũng là tàng tiên đó, hiện giờ hắn lại dùng giọng điệu đó để chống đối nữa chứ. Ngươi quả thật là đã ăn nhầm gan tiên rồi, đối mặt với một vị cao thủ cái thế như vậy mà còn dám nói những lời lẽ như thế. Lời nói của lão thiên điện rất là lạnh và nói, cả thế gian này đều biết, thấy chân tiên thì phải quỳ lại, đó là tiền bối, là cao thủ vô thượng, cũng là tiên hiền từng bảo vệ quốc gia, có công tích cái thế. Ngươi cuồng vọng vô tri lại dám làm trái, lớn mật vô lễ, muốn nghịch chuyển đại thế à? Lời nói như vậy tự nhiên là lôi âm chấn động cả thiên địa, hắn đang uy hiếp Thạch Hạo. Tiên hiền có công tích lớn, Thạch Hạo không hề sợ hãi gì cả, trái lại còn cười lớn đầy lạnh lùng cùng với thất vọng nói, những tiên hiền có công tích lớn đều chết cả rồi, có chết trước tiên cổ, có chết trận ở đương đại này, chôn xương ở biên hoang, đối với một cường giả không dám xuất chiến thì ta có lý do gì phải quỳ trước hắn chứ? Người có biết mình đang nói gì không? Ông lão của tiên điện quát lớn, ánh mắt lạnh lẽo như điện xẹt, hắn muốn áp chế Thạch Hạo.
Ta đương nhiên biết chứ, lẽ nào những gì ta nói đều là giả dối à? Thành Hạo không sợ chút nào, ngẩng đầu nói. Tiểu bối, ngươi thì biết được thứ gì? Trần Tiền quan sát vạn cổ, mưu tính cho đại cục. Những suy nghĩ thì một tên tiểu tu sĩ như ngươi có khả năng hiểu thấu à? Chớ có lấy lòng mình đi so lòng tiên. Ông lão của tiên điện đau đầu vô cùng, không ngừng quát lớn hóa giải cục diện này, sợ Trần Tiền nổi giận sẽ liên lụy tới mình. Không cần nhiều lời, xin lên bên trong chiến xa một bạc lên tiếng, ngăn cản ông lão của tiên điện. Tiếp đó là truyền âm về phía Thành Hạo nói, lại đây gặp mặt chút đi. Lời nói rất bình tĩnh, thế nhưng lại mang theo vẻ ngang ngược không thể nghi ngờ. Đó là sự kinh sợ về mặt tâm linh khiến cho chúng sinh đều phải cúi đầu, để thần Phật nằm rạp không dám phản kháng. Thành Hạo như gặp phải sét đánh, tuy rằng không có chịu phải công kích, thế nhưng lại cảm thấy linh hồn của bản thân muốn nổ tung. Tàn tiên đang uy hiếp, khí thế của hắn mạnh mẽ tiết ra ngoài. Nếu như còn dám làm trái thì chắc chắn sẽ cắn giết, nguy cơ giáng lâm. Muốn ép ta ư? Thành Hạo lẩm bẩm, hắn sẽ không lùi bước, không thèm đếm xỉa gì cả, vận dụng toàn bộ thủ đoạn để liều mạng. Bởi vì tình cảnh trước mắt không cho phép hắn thỏa hiệp. Hắn dù có cúi đầu cũng không có tác dụng gì cả. Trong mắt của chân tiên thì hắn tự nhiên là một đứa trẻ đầy yếu đuối vậy. Không đăng lâm lên cảnh giới tiên, trong mắt của đám sinh linh đó thì cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Con trai, xa xa Tần Di Ninh khóc nức nở, nội tâm vô cùng sợ hãi, sợ Thạch Hạo sẽ giết chết ngay trước mặt của mình. Con trai, trở về đi, Thạch Tử Lăng hô lớn. Hắn biết khi đối mặt với chân tiên thì dù cho con trai trưởng của mình có lợi hại tới đâu đi nữa, mạnh mẽ hơn nữa thì cũng vĩnh viễn không phải là đối thủ. Hiện tại bọn họ rất muốn Thạch Hạo trở lại, dù cho có chết thì cũng phải cả gia đình cùng chết một chỗ. Lúc này bọn họ vẫn đang bên trong tầng tộc chứ không hề quỳ rạp xuống, bởi vì có Ngũ Hành Sơn, nó đang phát sáng bảo vệ vùng tịnh thổ phía dưới. Còn không mau quỳ lại lại đây, ông lão của tiên điện quát lên. Khinh người quá đáng mà, Tần Trường Sinh lên tiếng, cũng trong lúc đó, nơi ngực của hắn phát sáng, dựng thẳng lên một luồng ánh đỏ đầy chói mắt. Hả, không cần nói những người khác, hình như vị tàng tiên đang bên trong chiến xa một bà kia cũng lộ vẻ khác thường, phát ra âm thanh kinh ngạc. Những người khác lại càng khiếp sợ hơn, máu tươi kia tự nhiên là kim cương, chói lóa ông ánh vô cùng. Máu không nhiều, thế nhưng lại nhuộm đỏ cả trời xanh, tự như là ánh đỏ đốt trời cao. Tiên huyết, rất nhiều người ý thức được đây không phải là phàm huyết mà là một tiên đạo huyết, nó mang theo tiên khí nồng đậm cùng với sức mạnh đầy mạnh mẽ. Rất nhiều người chứng kinh, Tần Trường Sinh làm sao lại có thể đi tới một bước này chứ? Hắn có lai lịch ra sao? Con ngươi của Thành Hạo co rút, hắn đã hiểu, thứ kia đúng là tiên huyết, vẫn luôn được phong ấn ở thể nội của Tần Trường Sinh, hiện tại đã được hắn phóng thích ra ngoài. Năm đó Tần Trường Sinh từng đạt được khối tiên cốt và ôn dưỡng ở bên trong người, gần kết thành một thể với hắn và tạo nên chân huyết của tiên đạo. Thế nhưng hắn vẫn không cách nào điều khiển được dòng huyết này, nên vẫn luôn phong ấn ẩn tàng trong cơ thể. Hiện tại hắn đã vận dụng, đưa tiên huyết rơi vào trong Ngũ Hành Sơn và giúp cho nó phá bỏ phong ấn. Thành Hạo ý thức được bí mật trên người của Tần Trường Sinh, chắc chắn hắn chưa hề nói ra toàn bộ. Khi tiên huyết rơi xuống Ngũ Hành Sơn thì khí hỗn độn dâng trào, thần ma kêu khóc, tình cảnh kinh người tới cực điểm. Bên trên Ngũ Hành Sơn xuất hiện rất nhiều thần ma tiên thiên đều đang khóc lóc đau khổ, kêu rên thảm thiết, tự như đang tế lễ sự qua đi của một đại thế và cũng lại giống như đang cảm ơn vì đã phục sinh. Trong nhất thời, bầu trời rạn nứt, càng không rung chuyển, toàn bộ sinh linh xung quanh đều kinh sợ và run rẩy thần hồn, ai cũng bị dọa chết khiếp. Tần Trường Sinh đang làm gì thế? Vì sao Ngũ Hành Sơn lại trở nên kinh khủng như vậy? Bát Thất Thiên Mã cao to cường tráng, trước kia bất động như núi, mặt nhìn xuống dưới thế nhưng lúc này lại sợ hãi rút lui. Nơi đây trở nên đại loạn, dị tượng của Ngũ Hành Sơn tạo nên khiến cho mỗi vị cường giả đều sợ hãi. Rầm, đột nhiên tòa thiên sơn lưu động hòa quang năm màu rung lắc dữ dội, toàn bộ thần ma tiên thiên đều biến mất, sương mù tản đi, còn cũng chỉ là sương khô. Xương của thần linh tiên thiên quá nhiều, chồng chất như núi vô cùng vô tận, thể hiện việc được Ngũ Hành Sơn đỡ lấy bên dưới, tự như là một thế giới với ngàn tỷ sinh linh, tất cả đều được mai táng ở nơi đó. Tiên huyết đã bị Ngũ Hành Sơn hấp thụ sạch sẽ, bên trên ngọn núi đó còn có một tiếng thở dài vang vọng. Tiếp đó lại xuất hiện một sinh linh mơ hồ, thế nhưng lại vô cùng chân thật ngồi xếp bằng bên trên. Tình huống gì thế này? Mọi người ngây dại, khí lạnh toát ra từ lưng. Đạo huynh, hà tất phải hùng hổ dọa người như vậy? Sinh linh bên trên Ngũ Hành Sơn nhìn về chiến xa màu bạc rồi nói ra những lời như vậy. Việc này khiến cho toàn bộ tu sĩ đều trợn tròn mắt, một cường giả không tài nào tưởng tượng ra được xuất hiện ư? Nơi đó còn có tiên vụ lượn lờ, có khí bất hủ ngập tràn, không cần nghĩ nhiều, đây chắc chắn là một cao thủ cái thế. Dù là Thành Hạo cũng giật mình, đây là một chân linh mà Ngũ Hành Sơn đã thai nghén ra ư? Dù nhìn thế nào đi nữa thì vẫn phải mạnh mẽ hơn khí linh trước đây vô số lần. Ngươi và ta đều không ở trong phàm trần, đạo hữu cần gì cần phải làm việc xấu như vậy? Bên trong chiến xa yên tĩnh trong giây lát rồi chợt truyền ra tiếng nói như vậy. Lần này mọi người đều nghe hiểu, sinh linh trên Ngũ Hành Sơn không hề đơn giản, đủ khiến cho chân tiên phải kiêng nể. Nếu không, tàn tiên không cần nhiều lời làm gì, cứ áp chế thẳng là được. Sắc mặt của Tần Trường Sinh thoáng trắng bệch, thế nhưng cũng không xảy ra chuyện ngoài ảnh hưởng tới thân thể cả. Hắn lùi về sau và rời khỏi trung tâm chiến trường, đồng thời kêu gọi Thành Hạo cùng lùi lại với mình. Hắn đi không được, xin lên bên trong chiến xa một bạc lên tiếng, vẫn bình thản như trước, thế nhưng lại thể hiện ra ý chí không thể làm trái, là muốn lưu Thành Hạo lại. Đạo hữu, ta muốn bảo vệ người này, xin lên trên Ngũ Hành Sơn không chút nhượng bộ nói. Tới đây thì cũng kết thúc nội dung của tập hôm nay rồi. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình và nhận thông báo cho tập sau nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.